Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ giàn giáo và giàn giáo. Trước hết, giàn giáo. Giàn là cái dùng làm chỗ cho dây leo lên hoặc để che nắng. Thí dụ, bí đã leo kín giàn, làm giàn che nắng trước hiên nhà. Giàn còn là hệ thống các thanh cứng gắn với nhau để chống đỡ những vật rất nặng. Thí dụ, giàn khoan, giàn tên lửa. Giàn giáo là thứ giàn dùng làm chỗ đứng cho thợ xây dựng làm việc trên cao hoặc chống đỡ cốt pha. Thí dụ, thợ xây làm việc trên giàn giáo. Giàn giáo này rất vững chắc. Thứ đến giàn giáo. Giàn là trải ra một thứ gì đó. Thí dụ, giàn hàng ngang, đầu tư giàn trải. Giàn giáo là viết sai chính tả, là nhầm lẫn giữa giờ và gi. Tiếng Việt không có từ này. Thế nên giàn giáo mới là từ đúng chính tả tiếng Việt. Quý vị và các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ kinh nghiệm và trải nghiệm. Mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.